Người dân Mexico ăn mặc kỳ quái để chào đón lễ hội ngày của những người đã chết hàng năm. Tin từ Mexico. Tại Mexico thì lễ hội ngày của những người chết được tổ chức vào ngày 1 và ngày 2 tháng 11 hàng năm để tỏ lòng tôn kính đối với những người đã khuất. Năm nay thì lễ hội truyền thống này đã đập nên một kỷ lục thế giới vì số người đã cùng ăn mặc là một bộ xương phụ nữ gọi là La Catrinas nhiều nhất tại cùng một nơi. Từ trẻ nhỏ cho tới người già, họ đều đeo mặt nạ có hình ma quỷ hoặc sọ người với trang phục truyền thống của lễ hội như chiếc váy dài thướt tha với chiếc mũ vành rộng của người Mexico. Những chiếc kẹo đầu lâu là phần không thể thiếu được trong ngày này và nó là truyền thống rất lâu đời cùng với lễ hội. Lễ hội này bắt nguồn từ các nước châu Mỹ Latin và các nước nói tiếng Tây Ban Nha như Mexico, Bolivia, Peru, Guatemala hoặc là Colombia. Vào những ngày này, người dân châu Mỹ Latin tin rằng linh hồn sẽ trở về sum họp với những người đang sống. Trái với sự buồn bã thường thấy mỗi khi nhắc đến cái chết, lễ hội lại được tổ chức hết sức nhộn nhịp với không khí đoàn tụ vui vẻ của gia đình, bạn bè vui chơi bởi người dân châu Mỹ Latin cho rằng cái chết là một phần tiếp nối của cuộc sống chứ không phải là kết thúc mọi thứ. Lễ hội chia làm 2 ngày, ngày mùng 1 là ngày trẻ thơ để cầu nguyện cho linh hồn trẻ em và người chưa trưởng thành. Ngày mùng 2 dành cho những linh hồn người lớn và ngày của người chết. Theo người tổ chức sự kiện cho biết, năm nay lễ hội đã thu hút 509 du khách tham gia.